mình là Ngọc Thúy, hiện tại mình đang quản lý sản phẩm trong trang siêu thị trực tuyến gọi là shop24h.com. Hôm nay Ngọc Thúy sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng viên tinh dầu thông đỏ đúng cách và có hiệu quả nhất. Như chúng ta đã biết, tinh dầu thông đỏ có những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, giúp chúng ta tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị nhiều căn bệnh nguy hiểm. Ngoài ra còn giúp chúng ta đào thải độc tố từ những thức phẩm hàng ngày chúng ta ăn và hàng ngày chúng ta thu nạp quá nhiều độc tố, giúp chúng ta cải thiện chức năng sinh lý cả của nam và nữ. Và điều đặc biệt là giúp chúng ta làm đẹp da hiệu quả. Đó là công dụng mà tinh dầu thông đỏ mang lại, nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng. Để sử dụng viên tinh dầu thông đỏ như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất thì bây giờ Ngọc Thúy sẽ hướng dẫn các bạn. Để việc sử dụng tinh dầu thông đỏ đạt hiệu quả cao nhất, người dùng nên tuân thủ nghiêm ngặt về liều lượng và sử dụng. Với những người mới sử dụng viên tinh dầu thông đỏ thì các bạn nên sử dụng mỗi ngày một viên để cho cơ thể của chúng ta thích nghi dần với hàm lượng dưỡng chất cao có ở trong viên tinh dầu thông đỏ. Sau đó chúng ta mới tăng lên mỗi ngày 2 viên để chúng ta bảo vệ sức khỏe của mình. Với những người có vấn đề nặng như đang điều trị bệnh ung thư, rụng tóc quá nhiều hoặc gan nhiễm mỡ nặng thì các bạn nên sử dụng mỗi ngày 3 viên tinh dầu thông đỏ, và các bạn sử dụng như thế sẽ có hiệu quả hơn. Các bạn nên uống trước hoặc là sau ăn 30 phút. Ngoài cách uống trực tiếp tinh dầu thông đỏ thì các chị em phụ nữ nếu muốn làm đẹp da mặt từ sản phẩm thì có thể sử dụng theo cách sau. Các bạn có thể bóc một viên tinh dầu thông đỏ rồi hòa một ít nước và chúng ta vô nhẹ lên da mặt. Như thế để làm cho chúng ta hấp thụ được những cái dưỡng chất. Kiên trì làm như vậy thường xuyên, các bạn sẽ có một làn da trắng sáng và mịn màng hơn. Những phụ nữ đang mang thai, cho con bú hoặc là trẻ em dưới 10 tuổi thì không nên sử dụng viên tinh dầu thông đỏ này. Nếu các bạn muốn sử dụng thì các bạn có thể hỏi ý kiến của bác sĩ. Lưu ý khi sử dụng viên tinh dầu thông đỏ cao cấp Red Fine, sau khi uống tinh dầu thông đỏ cao cấp Red Fine thì các bạn nên uống nhiều nước để cho chúng ta tăng cường khả năng đào thải của cơ thể. Không nên sử dụng viên tinh dầu thông đỏ cao cấp Red Fine khi có những dấu hiệu mà viên tinh dầu thông đỏ nứt vỡ hoặc là biến dạng hoặc là chuyển màu. Các bạn nên bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo và thoáng mát, tránh tiếp xúc với những ánh nắng mặt trời vì như thế sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng của viên tinh dầu thông đỏ. Các bạn nên để xa tầm tay của trẻ em. Những người nên sử dụng tinh dầu thông đỏ là những người đang trong quá trình điều trị ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư gan, những người đang mắc bệnh tiểu đường hoặc là huyết áp cao. Phụ nữ muốn chăm sóc da từ những loại thảo dược từ thiên nhiên và muốn giảm chậm quá trình lão hóa của da, muốn giảm cân hiệu quả thì các bạn nên sử dụng viên tinh dầu thông đỏ này. Ngoài ra, những người cao tuổi có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và huyết áp thì tinh dầu thông đỏ này là một lựa chọn tốt nhất cho các bạn. Những người mắc bệnh về gan như viêm gan, xơ gan, men gan cao và suy giảm chức năng gan thì các bạn nên uống tinh dầu thông đỏ để giúp chúng ta bảo vệ chức năng gan, đào thải độc tố từ gan và đào thải những cái lượng mỡ thừa ở gan. Trên đây là cách sử dụng tinh dầu thông đỏ cao cấp Red Fine. Để khai thác được công dụng tối đa thì các bạn nên làm theo Thùy đang hướng dẫn. Với tiêu chí của Cora Shop 24 giờ, đó là chất lượng, là uy tín. Chúng tôi luôn chọn ra những nhà cung cấp uy tín nhất, chất lượng nhất để đem sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng Việt Nam. Với môi trường độc hại và thực phẩm nhiều độc tố như hiện nay thì các bạn có nghĩ một hộp tinh dầu thông đỏ có đáng giá trị cao với chúng ta không ạ? Nếu như uống vào trông bạn khỏe hơn, đẹp hơn và gia đình của bạn hạnh phúc hơn, hay là bố mẹ của bạn không cảm thấy mệt mỏi nữa, đó là điều an tâm, ta nên hạnh phúc gia đình. Và đó chính là điều mà Cora Shop 24 giờ luôn mong muốn, tạo ra những sản phẩm cho mỗi gia đình sử dụng. Với chính sách của chúng tôi là được đổi trả hàng trong vòng 7 ngày. Nếu các bạn nhận được hàng thì các bạn yên tâm với chính sách của chúng tôi, đó là các bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu trong thời gian sử dụng các bạn không thấy đúng như trong video của chúng tôi thì các bạn được hoàn trả tiền trong vòng 7 ngày và không mất một chi phí nào. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi thì hãy truy cập vào coreashop24h.com hoặc liên hệ qua hotline 0904 363 985 để chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn một cách tận tình nhất và hướng dẫn cho các bạn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.